Konnichiwa. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Vivu Việt Nam được phát sóng vào lúc 8 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VN Travel. Và ngày hôm nay thì chắc hẳn mọi người cũng đoán được Khánh Linh đang mặc trang phục đến từ quốc gia nào đúng không ạ? Đây chính xác là bộ đồ yukata mang đậm phong cách Nhật Bản và cũng liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Câu hỏi của một khán giả gửi về cho chương trình: Đi du lịch ở Đà Nẵng thì nên lựa chọn nghỉ dưỡng ở resort nào vừa có view ngắm biển vừa mang đậm phong cách Nhật Bản? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Khánh Linh khám phá khu nghỉ dưỡng có tên gọi Đà Nẵng Mikazuki Japanese Resort and Spa để xem nơi đây có điều gì hấp dẫn nhé. Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 15 km, khách sạn Mikazuki có tất cả 22 tầng, và đặc biệt là khu vực check-in nằm ở tầng 4 rất rộng và thoáng, nơi đây trưng bày rất nhiều tinh hoa văn hóa của Nhật Bản. Phòng lưu trú ở đây cực kỳ rộng, có diện tích từ 70 đến 90 m2 tùy vào từng hạng phòng và đặc biệt 100% tất cả các phòng đều có view ngắm trực diện biển Xuân Thiều xanh mướt cực kỳ đẹp. Có ban công kết hợp với bồn tắm lộ thiên rất chill và đặc biệt là bên trong phòng từ nội thất cho đến trang thiết bị cũng rất cao cấp. Được thiết kế và thi công bởi những kiến trúc sư Nhật Bản nên sẽ mang lại cho du khách một không gian nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp và tiện nghi. Đến với Mikazuki, mọi người còn có thể trải nghiệm được những dịch vụ rất nổi bật ở đây như công viên nước trong nhà lớn nhất Việt Nam và mùa hè thì rất thu hút đông đảo du khách đến đây vui chơi, giải trí cực kỳ thú vị. Ngoài ra còn có tắm nóng onsen truyền thống của Nhật Bản mang lại cảm giác rất là sảng khoái và tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, bể bơi vô cực trên tầng cao nhất của khách sạn, view phải gọi là view triệu đô vì vừa ngắm được đèo Hải Vân, ngắm trực diện biển và vịnh thành phố cực kỳ đỉnh. Về quy mô, khu nghỉ dưỡng có diện tích hơn 13 hecta. khuôn viên của Mikazuki cũng rất được đầu tư bài bản. Dựng lại những kiến trúc rất nổi tiếng của Nhật Bản như núi Phú Sĩ này, tháp chuông, dòng sông lười xen kẽ những hàng cây xanh mướt. Mọi người thử hình dung xem khi mà hòa mình vào quang cảnh thiên nhiên nên thơ và lãng mạn, góc nào cũng là góc check-in sống ảo cực đỉnh thì phải gọi là nên trải nghiệm đúng không ạ? quả là không sai khi Mikazuki được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào nằm ngay trong lòng thành phố Đà Nẵng. Và nếu như chưa có dịp đến với Nhật Bản thì mọi người hãy một lần đến với Mikazuki để trải nghiệm nhiều hơn nữa những dịch vụ đạt tiêu chuẩn năm sao tại đây nhé. Thông qua chương trình, chúc cho quý vị và các bạn sẽ có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng mùa hè thật ý nghĩa và trọn vẹn bên người thân và gia đình. Cuối cùng thì Khánh Linh xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các chương trình lần sau.